Trần Tiến là một nhạc sĩ dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Ông là nhạc sĩ sáng tác ca khúc, lại vừa là ca sĩ. Nhắc đến ông, người ta nghĩ ngay đến những nhạc phẩm hào hùng cách mạng. Đón xem âm nhạc Việt Nam những chặng đường, hôm nay trên VTV4. Nó về đây làm dâu được bao nhiêu lâu rồi? Lâu như thế mà nó chả sửa đổi gì cả. Nó cứ hậu đa hậu đậu, tính nó trẻ con, mẹ khó chịu. Hồi ý, mẹ nói rồi. Cái hồi mà mẹ chọn cho con một đám ấy, tốt như thế, con lại không chịu. Con cứ nặng nặc đòi cưới cái con dở hơi. Thì cái đó là do duyên số. Mẹ nữa, tự nhiên sao mẹ lại nói vợ con dở hơi? Thế vợ con không dở hơi thì mẹ dở hơi à? Tập 25 bộ phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn phát sóng hôm nay.